Chuyện này đã mở ra một trang mới trong quan hệ giữa Nga và châu Phi. Kính chào quý vị và các bạn. Đó là một vài con số đáng chú ý và một tuyên bố rất rõ ràng của người đứng đầu nước Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần đầu tiên vừa diễn ra trong tuần qua tại thành phố Sochi của Nga. Một hội nghị chưa từng có tiền lệ khi có tới hơn 40 nhà lãnh đạo của châu Phi và hàng nghìn đại biểu của châu lục này tới tham dự. Hội nghị được kỳ vọng là sẽ trở thành xuất phát điểm xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng trên cơ sở cùng có lợi giữa Nga và châu Phi. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi sau nhiều năm bỏ quên thì giờ đây Moscow đã trở lại với châu lục vốn lâu nay là mục tiêu cạnh tranh địa chiến lược của Mỹ, Trung Quốc và các nước châu Âu. Tiếp theo châu Á và Trung Đông thì chú gấu Nga giờ đây đã bắt đầu tham gia vào một cuộc chơi mới ở châu Phi với mục tiêu tìm kiếm nhiều hơn các lợi ích địa chiến lược và gia tăng ảnh hưởng tại khu vực giàu tài nguyên này. Chậm chân hơn so với các cường quốc khác trong cuộc chạy đua